Alo, xin chào cả nhà. Hôm nay đó là CC cố tình mặc cái áo đầm này để cho mọi người xem và biết được nhiều chị và nhiều bạn thích cái áo đầm này lắm. Lúc CC đăng lên đó là mọi người ai cũng muốn mua, rồi sau đó là tại vì cái đường này nè, xuống dưới cái like nè, đó các bạn thấy không? Đây, thì các chị ngại, sợ nó dài quá, không có dám mua là tại vì nếu mà nó dài quá các chị cắt nó sẽ mất cái phần này đi á, là nó sẽ không có đẹp. Thì CC mới suy nghĩ rằng là không có đúng, cho nên là ngày hôm nay CC nó mới mặc vào cho các chị xem. Thì đây CC mặc vào, các chị thấy không, CC mang guốc. Guốc này thì ở Mỹ ai cũng mang, cao 1 tấc 2 đó. CC mang guốc nè các chị, nó vừa y luôn. Nhưng mà đây là cái áo số 4 CC mặc, nó rộng tới như vậy lận nè, nó rộng tới như vậy luôn, như vậy nè, đó một khúc như vậy luôn, kéo ra nó còn có thể rộng tới như vậy luôn nè. Còn nếu mà không kéo ra là CC mặc nó bị tụt lốt như vậy nè, mà cái phần bụng này nó bự á thì chị có thể mặc được. Khi mà chị mặc vừa đúng với cái eo này đó thì cái áo nó sẽ kéo lên như vậy, thì tức là cái phần ở dưới nó sẽ ngắn lên, nó lòi guốc của mình ra luôn như vậy. Thành ra CC mặc để cho các chị xem là các chị đừng có sợ là nó dài quá. Không có dài, chắc chắn là không có dài luôn. Đây là số 4. CC thích lắm nhưng CC mặc không có được, là tại vì nó rộng ra như vậy luôn, sao CC mặc được. Đó, nó có thun rồi mà CC mặc như vậy nè. Nè, đó cả nhà thấy không? Nè. Thành ra đó chị nào mà size 4 hoặc là size medium mua cái áo đầm này đi. Nghe lời CC đi, CC nói thật, khi các chị mua rồi đó, các chị mà không mê đó, cái gì CC cũng chịu thua các chị cả. CC có hai cái ha. Cái kia size gì CC quên rồi, nhưng mà cái này là size 4 nè. CC còn để mặc nguyên nè, không có cắt đi là tại vì CC mặc không có vừa, nó rộng vậy sao CC mặc được. Đó. Bây giờ thắt cái belt vô thì cũng được, nhưng mà thôi CC không có thích thắt belt ha. Nè, đó. Thì bây giờ CC mặc để cho các chị xem, cho các chị yên tâm, đừng có sợ, không có dài. Nè. Nếu mà bây giờ cái bụng CC mà nó bự ra thì CC mặc nó sẽ là như vậy. Thấy được guốc luôn. Đó. Còn nếu mà bây giờ CC thích quá mặc đại thì nó như vậy nó cũng phùng nè. Nhưng mà nó rộng lắm, khó chịu lắm. Nè, đó. Có hai cái thôi nha. Chị nào nhanh thật nhanh sẽ mua được. Cái giá tiền là 74 đô, sale còn có 33 đô 29 cent nè. Cái áo đầm này là CC nói thật nha. CC chấm là 100 điểm luôn đấy. Không có một cái gì có thể chê cái áo đầm này được. Từ cái mình vải, từ cái kiểu dáng, CC nói là đẹp không thể tưởng được. Vì cái gì tốt, cái gì đẹp nhất CC muốn đưa đến cho các bạn. Nè. Size 4 mà CC mặc như vậy nè, sao CC mặc được? Ít nhất cái cọng thun này nó phải ôm vô như vậy chứ, vậy sao CC mặc được? CC thấy tới 6 bạn hỏi cái áo đầm này rồi, nhưng mà vì cái đường này nè, với lại cái like mà các chị ngại không mua là tại vì sao? Vì CC treo ở trên cái con mannequin đó, các chị nhìn thấy dài quá nhưng mà không có dài, không có dài đâu, đúng sai luôn, không có dài đâu. CC thắt người, CC mang guốc, bây giờ nếu mà CC kéo cho đúng cái bụng là nó lòi nguyên đôi guốc ra luôn nè, đó không có dài. Hãy yên tâm mà mua. Thì có xấu chị đó, chị nào cũng sợ cái đường này nè, các chị sợ dài quá rồi cắt bỏ thì không cắt được, cho các chị xem. CC mới nghĩ ra một cách rằng là không, dù không mặc vừa CC cũng phải mặc để cho các chị xem, để cho các chị hình dung ra được. Cái áo này CC nói với các chị là mê luôn. Từ cái mình vải thun mát lạnh, đây là cái phần che khuyết điểm, nó dài, nó thướt tha, nó đẹp vô cùng. Khi CC mới vừa đăng lên đó, xấu chị chọn cái áo đầm này, nhưng mà ai cũng nói với CC là sợ nếu nó dài quá mà đi cắt đi á thì nó mất cái phần này. Không có mất. Đây, chính là CC mặc đây. Nè, nè bây giờ các chị coi cái eo nó rộng như vậy rồi làm sao? Nó dày sao CC mặc được. Nè các chị thấy không? Thì bây giờ CC làm ra video này để cho các chị thấy rất là rõ rồi ha. CC nói là đẹp mê ly luôn đó, đẹp không thể tưởng luôn. Thì có xấu chị thôi, mà chỉ có hai cái thôi, thì chị nào nhanh thật là nhanh trả tiền cho CC trước thì chị sẽ mua được cái áo đầm này.
33 đồng 29 ha. Rồi còn phải cộng tiền thuế, cộng tiền công của CC, các chị ở Việt Nam là phải gửi về Việt Nam nữa ha. Thì đây, đó, đẹp trên cả tuyệt vời luôn. Thật là nhanh nha các tình yêu, chỉ có hai cái thôi đó, chị nào mua được thì mua nha. CC dám cam đoan luôn là các chị đừng có sợ bị dài, bị cắt like gì cả. CC mang guốc cao tất 2 thì chắc các chị cũng mang guốc cao cỡ này, không có sợ đâu các chị, không có bị dài đâu. Ngoại trừ các chị lùn hơn CC đó thì đừng có mua là như vậy. Bây giờ không nắm luôn á, để nó bình thường như vậy nè. Các chị đừng có sợ, không có dài đâu, bảo đảm luôn không có dài. Mà đẹp vô cùng đẹp, cực kỳ đẹp luôn á. Cái kia size mấy CC quên rồi, nhưng mà cái này là size 4. Đẹp trên cả tuyệt vời luôn. Sang trọng mà đẹp. Sáng sớm mới ngủ dậy nè, mới vừa đi tắm chưa kịp trang điểm luôn là tóc tai còn ướt nè, thấy ghê không? Nhưng mà kệ đi, lâu lâu xấu một bữa đi, áo đầm đẹp là được rồi đúng không ạ? À? Suốt một ngày xin như vậy đó các bạn. Cái đồng này đó nó suông cho nên là có quay nó cũng có xòe được. Đây, rất là đẹp luôn đó. CC chỉ có hai cái áo đầm, một cái size 4 và một cái size 8. Bạn nào muốn mua, các bạn ở Mỹ liên lạc với CC 706-987-9063, liên lạc với Pedro 714-425-5869, liên lạc với anh Sa ở Việt Nam 098-257-1934 để mua được cái áo đầm này. Chỉ có hai cái thôi. CC xin được tạm ngừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo. Bye bye, I love you.